căn nhà mang sông. Trời tốt cao, Ngài là nguồn sinh mệnh, Ngài đã mượn năng lực của Chúa Giêsu để cứu chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Chúa để cậu ấy có thể mãi mãi nằm trong ánh hào quang. Hãy cùng tiễn đưa vị quán quân giải đấu kiếp trận can trẻ tiếp một trận cuối cùng. Thằng bé cũng hy vọng có thể nhìn mặt con lần cuối. Xuân xua Học Quân cha của Chip, con đã được bước vào dòng thứ tư quốc gia. Cậu muốn thắng tôi trong trận thi đấu. Cậu lấy giám tất nhé, không phải cậu là người giữ chữ tín nhất sao? Nhật Phi Kevin, đừng quá đau buồn, qua đây ăn chút gì đó đi. Tôi không thể đến gần cậu. Nếu không, tiếp sẽ nổi giận. Nổi giận gì chứ? Tính khí cậu ấy có hơi lạnh lùng, nhưng con người rất tốt. Tên nó lỗ to rồi, đến lúc chắc chắn chưa có cơ hội nói với cậu. Đây là cuốn album của Rick yêu quý nhất. Trong này đều là con. Chỉ là những thứ liên quan đến con. Từng chút một Rick nói đều vô cùng trân quý. Có thể con không phát hiện, con đối với nó mà nói cũng chỉ có ý nghĩa đặc biệt. Không có cơ hội mở lời, hiện tại nó đã đi rồi. Còn cậu xin con đừng ghét bỏ nó. Thì cái cậu thích tôi sao? Là như thế đúng không? Lâm Nhật Phi, cậu còn dám xuất hiện ở đây? Tang lễ của Rick không chào đón cậu. Elizabeth, em họ của Rick. Elizabeth, cháu muốn làm gì? Bỏ súng xuống. Lâm Nhật Phi,
cậu đi chết đi. Năm giờ khuya. Tiểu Phi, đừng ngủ nữa. Hôm nay là ngày con phải đi báo danh. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ không ở đây thì ở đâu? Mau dậy đánh răng rửa mặt. Nơi này đây không phải là nhiều năm về trước, cả nhà họ Lâm giờ mới di dân sang sống ở một căn hộ cũ tại Mỹ sao? Tháng nào năm nào con nhóc con hồ đồ này rồi. Hôm nay là mùng 2 tháng 7 năm 1998. Mau lên, mau lên. Mẹ biết ngôi trường này không mấy danh tiếng, đầy đủ thể loại người nhưng không giới hạn địa vị thân phận, dễ vào nhất kìa. Biết rồi, con đi ngay đi. Chính là lớp của em đấy, phải hòa đồng với các bạn đó, trong cậy cả vào cô. Các em học sinh giới thiệu một bạn học sinh mới với các em. Các em cùng quan ngân ở đó. Đây chính là chiếc lúc còn nhỏ biết gặp lại lần nữa, tôi sẽ không thể để cậu phải trưởng thành trong cô độc đó. Nhưng mong sao các bạn là đôi chân cánh trước đầu súng mơ thấy đôi mắt năm ấy. Thế là bước chân gần thêm nhanh nhẹ, giống như cỏ xanh mọc trên đập nước. Chết lúc nhỏ rất lạnh lùng. Dù đây là lần đầu tiên em đến lớp, nhưng cô vẫn là không hy vọng em mất tập trung như thế. Em xin lỗi. Giờ ăn trưa. Bạn học mới, bạn là người qua. Đúng thế. Mình có một câu hỏi, cậu có thể giải đáp giúp mình không? Tên nhóc nó tên là gì thế? Cứ nằm ngủ suốt mà giáo viên cũng không nhắc nhở gì cậu ta cả. Ồ, cậu ấy tên là Viết. Cậu từng đến gần cậu ấy,
coi là con trai của kỹ nữ, cẩn thận bị bệnh truyền nhiễm đó. Trước khi quay lại gia tộc Oppo gần như không hề bạn bè, chính là do nguyên nhân này sao? Tại sao đến gần cậu ấy liền bị bệnh truyền nhiễm đó? Đồ ngốc, cậu không biết bệnh giang mai và bệnh sida sẽ lây truyền sao? Vậy người ta hiểu lầm như vậy nhất định rất buồn. Đứa trẻ này thật là từ nhỏ đã đẹp như vậy, không đúng, tim mình tại sao đột nhiên lại đập nhanh như vậy chứ? Bỏ đi, cái có lẽ cũng cho rằng mình cũng không khác gì so với mọi người, nhưng mà tin nhảm này mình có thể giải quyết giúp cậu đấy. Không nói chuyện là nữa, chúng mình còn ăn cơm trưa đi. Xem, cậu có còn không để ý đến mình không? Có ai dám thử một chút quả hết Trung Quốc không? Thơm thật, có nhìn có vẻ ngon đấy nha. Một phút sau, cậu không dám mà. Này, cậu đừng có dây dưa với cậu ấy. Bỏ đi, mình nghĩ cậu cũng không dám đâu. Biết chỉ còn có tính khí của trẻ con, chính là không chịu thua, chỉ cần mình đếm đến 3. 3 1, 2 ai nói tôi không dám. Đũa tôi đã dùng qua rồi, nghe cậu còn dám ăn không? Cẩn thận bị tôi lên. Cậu coi mình là đồ ngốc chứ, nước bọt thôi mà cậu có thể bị bệnh gì cho mình được quét chứ? Chứ là lúc cơ thể phát triển có thể lừa biết ăn thêm một chút cũng coi như có ăn rồi. Đâu, cậu không muốn sống sao? An tâm đi, bác sĩ nói những cái đó phải quan hệ mới lây nhiễm được, có biết quan hệ là gì không đó. Nhưng mà cậu thật sự không sợ chứ, rất giỏi người như vậy. Yên tâm đi, nếu mà để dễ dàng bị lây nhiễm như vậy rất sớm đã phải nhập viện rồi. Không, còn không nhanh lên sẽ đến không kịp mất.
đến đây. Nhanh lên chỗ mình có ghế trống này. Đi mau. Mình muốn ngồi ở đây. Này, đây là chỗ mình chừa cho Lâm mà. Vậy thì sao chứ? Dù sao mình cũng chả thèm ngồi với tên đó. Tên đó người cậu ấy nói là quá lạnh lùng nên không được ưa thích ở đây mà. Đẹp trai quá đi mất. Mình ngồi đây nhé, Rít. Những ngón tay của cậu đẹp thật đấy. Rất dài, rất thanh nhã, rất thích hợp để giúp đấu kiếm. Nếu là hoa kiếm chỉ quan tâm đến thứ kích, còn nếu là trọng kiếm thì công kích rất đơn điệu. Vẫn là bộ kiếm thích hợp với cậu. Cậu biết bộ kiếm, mình biết một chút. Nhóc này vẫn nhàm chán như vậy chỉ để ý đến những cao thủ thôi, cũng không biết ở thế giới mình có trình độ đứng thứ bảy ở trong cơ thể thiếu niên này còn lại bao nhiêu. Đại đô hội triển lãm nghệ thuật biết sao cậu cứ luôn không hòa đồng như vậy chứ? Hoạt động tham quan đã kết thúc, trạm tiếp theo là công viên, chúng ta có thể ăn cơm dã ngoại rồi. Tốt quá. Công viên. Chúng ta cùng nhau mở hộp cơm đi. 3 2 1 Không, cậu lại mang theo cái món cay chết người này nữa hả? Các cậu có muốn thử gà xé khoai ớt phiên bản nâng cấp còn có thịt bò luộc không? Vẫn là cậu tự mình hưởng thụ đi. Không có tính thử thách gì cả, xem ra mình chỉ có thể đi tìm rít thôi. Này, lần này là món cay tứ xuyên kiểu Trung Quốc chính hiệu đây, mình dùng 1 đô la, dám cá cậu có thể nuốt nổi đâu. Cậu lại muốn dùng chiêu cũ một lần nữa sao? Cậu không phải là sợ rồi chứ? Muốn kiếm cớ để không ăn sao? Vậy mới đúng chứ, ăn đi, ăn nhiều chút. Đưa tiền mau, rít. Ồ. Đưa.
tránh ra, đừng có làm phiền tôi nữa. Cậu đợi đó, lần sau tôi nhất định là cho cai chết cậu luôn. Đồ đần này, cơm chưa cũng bị cậu than sạch rồi. Đúng ha, còn bị thua mất 1 đô la. Bất luận là dùng cách gì, chỉ cần không làm hại đến sự tôn tự tôn của cậu ấy, mình đều là muốn làm cho cậu ấy sống tốt hơn. Nếu có may mắn được trở lại, mình muốn cùng với cậu ấy từng bước trở thành một ta kiếm đấu chói lòa nhất. Sớm như vậy đã làm việc rồi. Giờ mình biết lý do vì sao cậu ấy hay ngủ trên lớp rồi. Xuống đây. Tên nhóc này cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với mình rồi. Chuyện gì sao? Tôi biết cậu thương hại tôi vì chỉ có sandwich ăn mới cùng tôi cá cược, chứ không phải muốn tôi bị cay chết. Nhưng mà tôi không cần người khác thương hại đâu. Vậy như vậy về sau cậu đừng có làm mấy chuyện như thế nữa. Có vẻ mình quá coi thường trí thông minh của cậu ấy rồi. Phải đổi cách khác thôi. Các em, sắp đến là ngày bán đồ thủ công tự làm, hãy chia nhóm làm cùng nhau nhé. Không biết mình cùng tổ với ai đây. Số 16 là bạn nào nào? Chúng em mà. Số 17 thì sao? Em. Chỉ có mình sao? Sao không thấy ai giơ tay nữa? Lẽ nào? Giết cậu số bao nhiêu? Vậy các em nhớ phối hợp thật tốt với nhau nhé. Tan học thôi. Sau lần đó Rick không thèm nói hoài về mình cả. Muốn cậu ấy phối hợp có vẻ khó quá đây. Phải nghĩ cách kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này thôi. Ai vô? Đi theo tớ làm gì? Chúng ta là một đội mà, phải thương lượng nên làm gì chứ. Đó là chuyện của cậu. Nè. Cậu không có trách nhiệm vậy sao? Nếu cậu không muốn đi thì nói với cô đi, để cô xếp cho tớ bạn khác luôn. Cậu yên tâm, tớ sẽ đi nói với cô
Anh. Rít đây, rít. Có làm sao với cậu mới tốt đây? Mẹ, con đi đưa cơm cho ba đây. Nhớ cẩn thận nha. Kỹ An ở gần đấy không tốt lắm đâu. Dạ, mẹ yên tâm. Giờ tối con sẽ trở về. Cút ra ngoài. Vậy làm đám làm dám mang cả trẻ con ra đây sao? Cũng hợp khẩu vị lắm. Các người biết đừng mà ý vừa nãy không nhìn kỹ, thằng nhóc này cũng xui xẻo lắm. Xin được đó, nếu mày muốn theo mẹ mày đến vậy thì cùng gia nhập luôn đi. Lại đây viết mẹ. Quả nhiên không có ai là vô điều kiện ở cạnh với người khác. Cút ra khỏi người đít mau. Là thằng chó nào đập bố mày? Đít, cậu không sao chứ? Lâm. Năm giờ khuya tiểu kịch trường, cậu muốn làm gì? Chúng ta rất thân sao? Chút nữa là thân ngay thôi. Nghĩ bọn tao vô hình à, đúng không? Nhìn nhé. Đây gọi là lấy kiếm trả đòn. Đây là đấu kiếm sao? Mày chết đi cho tao. Đây gọi là di chuyển cả đoàn. Cái này không hợp với sức lực và khả năng phản ứng lắm. Thôi xong, tí nữa mà cảnh sát đến thì rách việc. Rít. Đừng đánh người nữa. Cô là mẹ của Rít à? Phải.
chúng ta mau chạy thôi, cậu đừng đánh nữa. Con chào nhé, cô là mẹ cô Rít, giờ này cảm ơn con nhiều. Không có gì ạ. Có gì mà phải cảm ơn, chúng ta có nhờ cậu ta giúp đâu. Cô Liên, về kế sinh nhai mà lao vào rắc rối. Fit từ nhắc đến cô ấy đánh đàn piano rất hay. Cô Liên, ngón tay cô đẹp thật đấy. Ồ, thế sao? Cậu chỉ biết nói tay người khác đẹp thôi à. Tên nhóc này vẫn nhớ chuyện nói với hắn ở trên xe không nổi sao? Cô Linh, cô biết đánh piano à? Biết một chút. Hay quá. Đối diện nhà cháu có một đôi vợ chồng bọn họ muốn con gái mình học đánh piano. Một buổi tối trả 5 đô la. Được, chỉ cần bọn họ không ngại cô không đủ chuyên môn. Bé gái mới 5 tuổi thôi à, đang học cấp 1, cô yên tâm. Đến nhà cháu rồi, ngày mai cuối tuần cháu tìm cô làm nốt bài tập gia đình thầy giáo nhé. Ai cần cậu làm bài tập gia đình cùng chứ? Viết. Cậu có nhà không? Chỗ này có vẻ chật quá. Có muốn làm gì không? Thế chúng mình làm gì? Đơn giản tí thế, tùy cậu. Nhà gỗ thì sao? Mua mấy miếng gỗ và keo dán là xong rồi. Giá cả cũng hợp lý nữa. Xem ra tên nhóc này chẳng hứng thú gì cả. Thế thì nói gì thú vị vậy? Ví dụ. Biết. Cậu thích đấu kiếm không? Kiếm pháp tấn công của Rít vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không quan tâm đến bản thân cũng phải tấn công trúng đối thủ. Trước đây không hiểu tại sao, nhưng giờ mình hiểu rồi. Thứ mà Rít có rất ít, vậy nên phải ra sức bảo vệ nó. Ý chí tấn công chính là bản năng của cậu ấy. Sau này chúng ta cùng nhau luyện nha. Vì ở đây không có đối thủ nào cả. Thôi chết, mình có dỗ dàng quá không nhỉ? Phản tác dụng rồi sao? Có thể dạy mình được không? Có vẻ như cậu đã chính thức học qua rồi. Được chứ. Đối phương đưa ra lời mời với bạn trong 5 giây không phản ứng thì sẽ bị coi là từ chối. Mình không từ chối đâu. Đồ tớ và Michel làm ra nhất định sẽ bán được giá cao.
Cậu giờ rít sao rồi? Có lẽ là cậu phải tự hoàn thành. Có cần tớ giúp không? Làm cảm giác mình sai sao? Hình như vừa nãy Rick đang nhìn mình. Thượng đế à, sao sức của cậu lớn vậy? Tay tôi sắp gãy rồi nè. Sao lại là cậu? Tất nhiên là tớ rồi. Ở trường này còn có ai dám lại gần cậu chứ? Tìm tôi làm gì? Tớ muốn hỏi con có muốn học đấu kiếm cùng tớ không? Thật sự tin tưởng tớ có thể dạy cậu. Chỉ tìm nơi an tĩnh đi. Chỗ đông người không phải nơi tốt để học đấu kiếm. Lên xe. Không ngờ được mình còn có thể ngồi xe của cậu ta. Đời trước mỗi lần gặp cậu ta luôn bảo trì khoảng cách ta. Chết rồi. Rít hình như không thích người khác chạm vào. Cậu ta sẽ không đánh mình nữa chứ. Xuống xe. Cậu muốn làm gì cậu không thể đánh tới cậu. Lên rồi xuống xe. À, được thôi. Chỗ này không tồi nha. Đáng tiếc đây là sân cỏ. Lúc luyện cảm giác xa không được chính xác lắm. Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không có đồ bảo hộ và kiếm. Cậu muốn học gì trước nào? Thầy cậu dạy gì trước thì học cái đó. Vậy học nghi lễ trước nhé. Có người nói đấu kiếm là môn thể thao dành cho quý tộc, tất nhiên điều này không liên quan gì đến chúng ta cả, nhưng đừng có quên khí thái của mình là được. Nghi lễ trước trận đấu là ký hiệu của chiếc. Sắc bén lại nhanh nhẹn, xinh đẹp nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cậu ấy không phải đang tôn kính đối thủ, mà là đang tôn kính thanh kiếm trong tay đối thủ. Tôi có thể. Giống như
kể về cuộc đấu của Thế vận hội vậy. Một phút trước khi Tít bắt đầu trận chiến, nhớ rõ có một ngày cậu sẽ trở thành quán quân thế giới. Gác mà cậu xem rung ra như thế này, nếu phối hợp tốt với bước chân thì tốc độ và cường độ đều sẽ tăng lên. Tất cả phải thu dai chỗ này một chút, không thì động tác dung kiếm sẽ không vững chắc. Như thế này, tao buông tay rồi, cậu duy trì tư thế này dung kiếm nha. Đã 5 giờ 40 rồi, tớ phải về nhà đây. Bình thường chưa từng đến đây, tớ qua lại kiểu gì bây giờ? Cố lên đi, tớ đưa cậu về. Được thôi, cậu đạp chắc vào nhé, đừng có làm tớ ngã đấy. Lúc nào mà cậu thân với Rít vậy? Có à, hôm qua lúc tan học tôi thấy cậu ta đèo cậu mà. Không có gì đâu, mọi người đều là bạn học cả, giúp đỡ lẫn nhau. Rít đúng là thiên tài đấu kiếm hiếm gặp, cơ bản đã nắm chắc rồi, cần phải có trang bị. Em đứng lên giải câu này đi. Ngón tay tôi dính phải keo rồi. Mau qua đây. Sao lại bất cẩn thế?
Muộn quá rồi, không cãi ra được. Sao bây giờ? Cậu muốn làm gì? Dùng lưỡi dao cạo từng tí chỗ bị dính ra. Nhớ cạo hỏng thì làm sao? Tự cậu cạo thì mới hỏng chứ. Giống ngón tay của thích rất mềm mại còn rất mạnh nữa. Sắp đến cả tay rồi. Đừng sợ. Lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi xếp hạng toàn quốc, Chris cũng nắm chặt tay mình thế này, nói mình đừng sợ. Đừng sợ. Cố gắng đánh thắng đối thủ. Xong rồi. Thì ra mình đã từng được cậu yêu thương như vậy. Đáng tiếc đến bây giờ mình mới nhận ra. Tương cà bữa sáng cậu ăn vẫn chưa lau sạch này. Tốt quá rồi, thật sự tách ra rồi. Nếu không về nhà không cầm được đũa nhất định sẽ bị mẹ mắng. Cậu không cần nữa sẽ xong ngay. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Cứ nghĩ đến ba thứ sẽ bán nó, tôi lại có chút không nỡ. 2/3 là do tôi dán nó. Mai sau khi tan học đừng ra kinh nữa, tới nhà tôi đi. Tại sao? Tôi muốn dạy cậu bộ pháp. Đất xi măng với đất cỏ đều không thích hợp. Phòng tôi là nền gỗ. Nếu bảo vệ tốt nhà của chúng ta, tôi còn phải bán nó đáng giá đấy. Lắm lời. Bộ trưng bày đồ chơi. Quá đẹp quá, tôi trả 20 đô la Mỹ. Tôi chưa 20 đô, đây chắc là giá cao nhất trong buổi lễ trưng bày đồ chơi. Đặt nữa, để tôi xem cậu có cậu Dick có thể làm ra được cái này gì. Thủ công của bọn tôi rất bình thường. Vậy cũng hết cách, ai bảo cộng sự của cậu là Rick chứ. Rick đâu? Ai biết được, chắc là không đến. Cậu ấy sẽ không vậy. Cậu ấy tới rồi kìa. Lúc này không còn bảo cậu dứt bỏ tôi rồi. Đẹp quá, nhà gỗ này cậu bán cho tôi đi, tôi trả 10 đô. Không vấn đề, nhưng mà tiền để là không có ai trả giá cao hơn 10 đô. Phải không Rick?
sao thích có thể không vui. Thực sự rất đẹp. Vậy mà lại là một hộp nhạc. Đây là chuyến đi mùa đông. Viết cải tiến nó thành hộp nhạc của lúc nào vậy? Tôi trả 50 đô. Xin hỏi có thể xem nó đi được chưa? Đem nó đi được chưa? Sao nào? Tôi bán rồi. Tùy cậu. Thành giao. Đợi ngày mai mình đưa tiền cho cậu ấy, xem cậu ấy có khó chịu cái gì. Đây là 45 đô, tôi không bỏ sức lực gì mấy, nên cho cậu phần nhiều. Cậu cảm thấy nó chỉ đáng giá 50 đô sao? Cậu chê tôi bán rẻ, sao cậu không nói sớm? Sau đó, Rick hoàn toàn không để ý đến tôi nữa. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu có cần kéo không? Đừng động vào tôi. Cậu có chỗ nào không thoải mái thì nói thẳng, chúng ta không phải bạn bè sao? Chúng ta không phải bạn bè. Cậu giận tôi rồi sao? Không phải cậu nói chúng ta không phải bạn bè sao? Tôi không chỉ muốn làm bạn với cậu, tôi còn muốn... Chán chết mất thôi. Mình là một người trưởng thành, mà giả bộ thành đứa trẻ 12 tuổi thôi cũng không làm được. Tiểu Huy ăn cơm thôi. Con sao vậy? Là vậy đó mẹ.
Thế nào, không phải đưa hết 50 đô cho cậu ấy sao? Đứa ngốc này, con nghĩ ai cũng giống con, nhớ từng đồng lẻ đó sao? Dạ. Chết, có lẽ cũng rất trân trọng ngôi nhà gỗ mà bạn con cùng tạo nên, không muốn bán nó để dễ dàng như vậy. Cậu ấy không phải cảm thấy con đưa ít tiền sao? Mà là cậu ấy không muốn con bán ngôi nhà gỗ đó. Tiểu Phi, con vẫn còn nhỏ, muốn hòa nhập vào xã hội này thì phải trân trọng những người mà con xem như là bạn bè à. Con biết rồi mẹ, con sẽ nghĩ cách làm hòa với cậu ấy. Nhưng mà muốn làm hòa với Rick là chuyện khó vô cùng ha. Không thể cứ đợi vậy, phải phải nghĩ cách thôi. Mua rồi tính tiếp vậy. Hai bộ dụng cụ đấu kiếm tổng cộng hết 150 đô la. Không à, cháu chỉ có hơn 70 đô thôi. Tao nhớ trước kia cháu có tới đây xem. Cậu bé à, từng này chỉ đủ cho một người thôi, cũng không còn cách nào khác. Đồ bảo hộ đắt quá. Cháu là mua cho bản thân sao? Cháu vốn góp tiền để mua cho cả bạn cháu nữa. Chúng cháu sẽ cùng luyện tập với nhau. Nhưng bọn cháu cãi nhau rồi, chứ đành mua trước một bộ để xem có lòng hòa được cái cậu ấy không. Cháu biết không, trong tất cả những trận đấu gì có những đối thủ ngang sức ngang tài mà có thể tạo ra những hiệu quả tuyệt vời. Dân à, một mình đứng trên đỉnh rất cô độc. Được rồi, cho cháu. Ông à, ông cho cháu hai thanh kiếm luôn à. Đúng vậy, hai bộ đồ và hai thanh kiếm này cũng phải có người dùng mới có thể hiện được giá trị của nó. Cảm ơn ông. Nếu có một ngày các cháu thành quán quân thế giới, nhớ đến thăm ông già này đấy. Vâng ạ, chúng cháu nhất định sẽ đến. Dừng lại. Hay là mình có thể để đồ ở ngoài cửa, không vào nữa. Làm con sao lắm. Đến tìm biết hả? Cái này cô giúp con đưa cho bạn ấy nha. Con đi đây. Hai đứa này bị sao vậy? Giờ nãy Lâm đến đưa đồ cho con rồi, chạy mất luôn rồi. Hình như đây là đồ trong đấu kiếm mà. Chắc là đắt lắm.
biết bán ngôi nhà gỗ là tới sai. Tớ chỉ muốn có đủ tiền mua đồ dùng bảo hộ để đấu kiếm mà thôi. Tớ muốn cùng cậu luyện tập đấu kiếm. Nhớ phải làm quà với Lâm đó. Tức tức giận rồi, 36 kế chạy là thượng sách. Cậu đừng chạy, chúng ta làm quà đi. Dựa vào gì chứ? Dựa vào bây giờ tớ xin lỗi cậu. Nhìn thấy món quà chứ gì? Không biết cậu ấy có tha thứ cho mình không? Mẹ, không phải mẹ nói hôm nay mẹ phải tăng ca sao? Có sớm như vậy đã. Cậu, sao cậu lại? Tớ không biết cậu đâu bán ngôi nhà gỗ nhỏ để mua kiếm và đồ bảo hộ. Vậy cậu còn có nói cho chúng ta, không phải là bè bạn. Xin lỗi. Vào, vào đi. Muộn vậy rồi, thì ở đây ăn cơm không? Tối nay mẹ tới không về. Bố tớ cũng phải ở công trường đến hơn 8 giờ. Được, vậy tớ gọi điện về nhà đã. Nào để mình dạy cậu dùng đũa. Cậu nhìn này, dùng tay chống đỡ chỗ này, chống ở chỗ này, với cả di động của chỗ này vào chỗ này. Này là làm gì vậy? Là người rất kiêu ngạo, nói không chừng không thích người khác dạy cậu ấy như vậy. Tiểu Huy, cậu rất kiên trì. Cậu vừa gọi mình là gì cơ? Tiểu Huy, đó là tiếng Trung. Cậu học được ở đâu vậy? Mình nghe mẹ cậu gọi cậu như vậy, không lẽ không phải sao? Thực ra tên của mình là Giật Huy. Có thể do khá khó đọc nên không có mấy người gọi mình. Mình tự đặt cho bản thân một cái tên tiếng Anh. Ea Song, Y Sam, Giật Huy. Mình không nghe thấy cậu ấy gọi tên mình đã bao lâu rồi. Giật Huy, cố lên. Cho dù thua, mình cũng không được phép tức giận. Không đâu. À, cậu đọc tên của mình rất chuẩn, nhưng mà viết ra thì không biết như thế nào nhỉ?
Hôm nay cậu ở nhà mình chứ, ngày mai chúng ta cùng đi học. Được chứ? Đưa cậu đồ ngủ này, chúng ta đi tắm đi. Nếu cậu ngại thì đi tắm trước rồi cậu đã vào nhé. Không sao đâu. Đừng có lắc đầu lung tung nữa. Hơi nóng không vậy? Mình đi mở quạt. Mới tắm xong sẽ bị cảm lạnh. Thôi vậy. Tôi kể cho cậu nghe chuyện hồi nhỏ của tớ. Nhưng kết quả là ngủ trong chốc lát rồi. Cậu thực sự tồn tại sao? Cậu làm mình không nỡ buông tay. Cậu thua rồi. Nhưng kiếm của cậu thay đổi rất nhiều, rất đặc sắc. Nhật Huy, cậu nên tập luyện thể thao đàng hoàng. Thôi, tôi lười lắm. Cậu không muốn làm quán quân thế giới nữa à? Tôi không muốn làm quán quân thế giới. Tại sao? Sau này cậu nhất định phải trở thành quán quân thế giới. Tôi là một người luyện tập cùng cậu. Nhưng tôi muốn cậu làm đối thủ của tôi. À, tôi không hề muốn làm đối thủ của cậu chút nào. Cậu mãi mãi không biết được ánh mắt cậu trên đấu trường sắc nhọn như thế nào. Dáng vẻ. Cậu sẽ không phân tâm nhìn tôi. Cậu nói cái gì? Không có gì. Tôi đưa cậu về nhà. Chính vào lúc tôi tưởng rằng trưởng thành như vậy, bước ngoặt của định mệnh là vẫn là tới rồi. Ghế sau xe cậu hình như lỏng rồi, có khi nào đột nhiên rơi xuống không? Bởi vì cậu cao hơn nên nặng hơn rồi. Thật sao? Chẳng trách tôi cảm thấy bộ đồ bảo hộ kia dạo này hơi chật. Đó là
tôi lên trên xem sao. Con là thích phải không? Bố là bố con. Bố tới đón hai người về nhà. Thích, cậu sao vậy? Tôi không chạy được nữa, tôi không chạy được nữa. Rốt cuộc sao vậy? Tuyết. Không, tôi không chấp nhận ông ấy. 12 năm tôi không có bố, bây giờ cũng không cần. Chính nhà vào lúc này. Ông Ed Boon sẽ đón Rick với mẹ con quay đi Washington. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Sự yếu đuối của Rick có lẽ là cả đời cũng chỉ có một lần này. Đi thôi, về nhà với tôi trước đã. Với năng lực của ông Osborne, ca ra được viết ở đâu dễ như trở bàn tay. Tôi cảm thấy cậu nên đi cùng với bố cậu. Mẹ cậu rất yêu bố cậu, bà ấy thực ra vẫn luôn chờ đợi bố cậu quay về đón bà ấy. Nhìn thấy cậu như vậy, bà Lâm Ân sẽ rất đau lòng đó. Cậu muốn để tôi đi phải không? Tôi muốn để cậu đi. Mới lạ. Không phải. Tôi không muốn để cậu đi hơn bất kỳ ai. Vậy sao cậu không giữ tôi lại? Bởi vì tôi không giữ được. Ông ấy là bố cậu, có thể làm mẹ cậu vui vẻ. Có thể khiến hai người sống những ngày tháng hạnh phúc, còn có thể giúp cậu mời được huấn luyện viên kiếm đạo giỏi nhất. Nhưng tôi chỉ muốn sống cùng cậu. Cậu bị ngớ ngẩn à? Nghĩ đến mẹ cậu đi, bà ấy vì cậu mà chịu biết bao khó khăn. Không dễ dàng gì mới được hạnh phúc, cậu còn muốn bà ấy rơi lệ vì cậu sao? Cậu biết địa chỉ nhà tôi, cũng biết số điện thoại mà nhà tôi. Cậu có thể gọi cho tôi hay là viết thư cho tôi, không phải sao? Bạn bè thực sự là không phải vì khoảng cách địa lý mà mất đi tình bạn.
Chứ cậu biết không? Chúng ta đều mới có thể 12 tuổi, điều này hàm ý gì? Hàm ý gì? Hàm ý là đời người mới bắt đầu thôi. Hàm ý là chúng ta còn có thể làm rất nhiều chuyện, hoàn thành những tâm nguyện chưa hoàn thành. Hàm ý là chúng ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống lại vận mệnh. Có thể ở bên thích lúc cậu ấy khó khăn nhất, mình đã đủ mãn nguyện rồi. Xem ra là lúc để cậu đi rồi. Ngẩng cao đầu, đừng để ông Osborne xem thường cậu. Phải để bà Lâm Ân cảm thấy cậu là niềm tự hào của bà ấy. Tôi không có cách nào lựa chọn bố mình là ai. Nhưng bố đảm bảo bố sẽ là ông bố tốt. Tránh ra. Tôi mới chỉ 12 tuổi, không có cách nào chống lại vận mệnh của tôi. Con là con trai của bố, con là niềm tự hào. Con sẽ có tất cả mọi thứ người khác muốn cũng không có được. Đừng vọng tưởng kiểm soát tất cả mọi thứ của tôi. Tạm biệt. Rít. Sau khi Rít chuyển trường, Lâm rất sa sút nhìn tôi này. Lâm. Rít. Là tôi, bố tôi cho hai tấm vé xem trận đấu kiếm, cậu đi không? Không đi đâu, tan học tôi còn có việc. Xong rồi, Lâm đến cả đấu kiếm thích nhất cũng không có hứng thú nữa rồi. Vậy là phải làm sao? Không có thư mới. Mẹ, Rick có gọi cho con không? Con dỗ cái gì? Rick mới đi Washington chưa đến một tuần, cuộc sống còn chưa ổn thỏa, làm gì có thời gian để ý đến con. Alo. Dạ Khuy. Dạo này tôi vẫn khỏe, kiểm tra cũng được. Tiểu thư khen ngợi tôi. Tôi nhớ cậu lắm. Tôi cũng nhớ cậu rồi. Cậu ở Washington, có ổn không? Không ổn. Không ổn, tại sao? Ông Bôn đối xử với cậu không tốt sao? Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, là ông Bôn rất yêu chiều thích, căn bản là muốn gì được nấy.
thứ ông ấy cho tôi không phải là thứ tôi muốn. Cậu ở trường học sao rồi? Tôi kể cậu nghe, gần đây rất thú vị. Từ sau lúc đó, buổi tối lúc ăn cơm, Tít sẽ gọi điện thoại về. Cuối cùng thì cậu cũng nghe điện thoại rồi. Cuộc thi lần trước thế nào rồi? Nhật Huy, mẹ tôi bệnh rồi. Nghiêm trọng không? Không coi là nghiêm trọng lắm, nhưng mà tôi phải đi thị sĩ trị bệnh. Cậu đợi điện thoại của tôi đấy. Biết rồi, chăm sóc mẹ cậu cho thật tốt nha. Tôi đợi điện thoại của cậu. Nhật Phi, con qua đây, bố muốn nói với con một chuyện. Quán ăn người qua của chú Trần ở bên Washington khai trương rồi. Chú muốn bố cùng hùn vốn để kinh doanh. Quán ăn ở Washington. Chúng ta chắc chắn phải chuyển qua đây. Lần sau, Rick gọi điện thoại tới. Con nhớ nói với bạn một tiếng. Chủ nhật này, chúng ta sẽ chuyển nhà. Trường trung học của con đã tìm xong rồi. Ngày mai phải chuyển nhà rồi. Sao Rick còn chưa gọi điện thoại tới nữa? Không được, mình phải báo cáo cho Rick biết mình sắp đi Washington rồi. Alo, đây là Obit. Chào ngài, cháu là bạn của Rick Lâm. Tôi là quản gia. Rêu thiếu gia dẫn thi sĩ, xin hỏi cậu có chuyện gì sao? Ngày mai, cháu phải chuyển nhà rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa liên hệ được chứ thích. Có thể làm phiền ngài báo địa chỉ mới của cháu cho cậu ấy được không? Như này thì sao? Khi thích quay về, có thể tìm mình ở Washington rồi. Tiệm ăn Trung Quốc khai trương rồi, chính là ở phố người qua. Sao Rick còn chưa tới tìm mình nữa? Đã chờ ở cửa nhìn biết bao ngày rồi. Con đi lên lầu thu dọn hành lý đi. Ngày mai là khai giảng rồi. Cả kỳ nghỉ hè Rick không liên lạc với mình. Không được. Quản gia reo rơi. Đấy ạ, à, xin hỏi chị đã trở về từ thụy sĩ chưa ạ? Dân thiếu gia đã về rồi. Xin hỏi cháu có thể nói chuyện với cậu ấy không? Thiếu gia rất bận, bây giờ không tiện lắm. Rất bận là do bệnh tình của bác Obon không quản khả quan sao? Chuyện này không thể nói được. Có lẽ bây giờ không phải là lúc đi gặp Rick đã khai giảng rồi, mình đến trường tìm cậu ấy vậy. Trường trung học của Lâm Nhật Huy. Trường trung học của Rick.
đó là trường học cô thích, quả nhiên là trường tư Tráng Lệ. Thích sẽ không đột nhiên ra đâu vậy. Xin hãy tôi có thể nói chuyện với Rick được hay không? Xin lỗi thiếu gia. Cảnh nhỏ. Sao Rick lại không nhận điện thoại của mình? Vừa rồi, ai gọi điện thoại vậy? Người bán sữa. Sao Giật Huy không liên lạc với mình? Trường trung học của Lâm Giật Huy. Lâm. Nhìn em giống như đã biết đáp án rồi, em có muốn lên bảng thử không? Người Trung Quốc có thể giải được câu hỏi này sao? Tôi cũng không biết, cậu ta không thể đâu. Rất tốt Lâm, có thể giải thích cho các bạn về mạch suy nghĩ trả lời câu hỏi của em không? Là như vậy. Chẳng phải cậu ta là người Trung Quốc dai dàng sao? Tiếng Anh tốt quá vậy. Tiếng Anh này rất thần tí vậy. Sau khi tan học, nhau nhau bàn luận à. Lớn như rồi mà vẫn còn kỳ thị, đúng là ấu trĩ. Câu lạc bộ đấu kiếm chính là ở đây. Mark 13 tuổi. Cậu cũng thích đấu kiếm sao? Catherine 13 tuổi. Philip 13 tuổi. Đây là Lâm, bạn học cùng lớp của tôi, vô cùng giỏi toán. Hello. Hey. Cậu làm bon update hay là Sabe? Tôi là Sabe. Được rồi, các em, câu lạc bộ của chúng ta có 3 Sabe có thể tham gia thi đấu nhóm giữa các trường với nhau rồi. Ngài Berry, giáo viên hình học, đảm nhiệm huấn luyện đấu kiếm trung học. Chào mừng Lâm. Chúng ta luyện tập một chút, nắm bắt tình hình. Catherine là người lợi hại nhất trong số chúng ta. Cậu phải cẩn thận đó. Yên tâm. Động tác chuẩn vậy sao? Hoàn toàn không giống người mới. Khá đấy, lại nào. Catherine hoàn toàn bị đánh bại. Lâm, cậu siêu quá đi. Lâm, cậu thực sự rất giỏi đó. Tôi không quan tâm, cậu phải dạy tôi. Dạy tôi đấy. Lân, trình độ của em đã vượt qua trình độ của học sinh trung học rồi. Có huấn luyện viên chuyên môn nào đã dạy em chưa?
Bây giờ trong đầu mình tràn ngập kinh nghiệm, chỉ là chức năng của cơ thể mình chưa hồi phục được như trạng thái trước đây thôi. Em không có huấn luyện viên riêng, trước đây em có người bạn ở New York dạy riêng. Tình cảm của bọn em rất tốt, thường hay ở cạnh nhau, cho nên cậu ấy luyện tập bằng thuận tiện dạy em luôn. Thì ra là như vậy, thầy thấy rằng em có thể tham gia hạng mục cá nhân được rồi. Mặc dù cuộc thi sẽ nhiều hơn một chút, nhưng em không cần áp lực quá lớn. Cảm ơn ngài Betty. Nếu như có thể tham gia thi đấu đơn, thì có thể nhiều cơ hội nhìn thấy Sid ở đấu trường hơn. Thưa ngài, động tác kỹ thuật tiết tấu và phản ứng tương quan của Thích mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Thằng bé là con trai tôi, đương nhiên có thể thiên phú hơn người rồi. Thưa ngài, tôi muốn hỏi một chút, phải làm gì với những bức thư đó? Thi đấu đã kết thúc rồi, còn phải là đưa cho thiếu gia hay không? Ông nói thư của thằng nhóc Trung Quốc đó sao? Không cần phải đưa cho Rít, ông xóa sạch là được rồi. Gần đây, thằng bé còn gọi điện thoại hay gửi thư không? Không à. Thiếu gia. Thư gì? Đang làm gì đó? Dạ Quy, tôi nhớ cậu lắm. Không có gì thiếu gia, là các loại thư mà hội nghị gửi cho tiên sinh. Tôi hỏi ông thư gì? Thư của đứa bé Trung Quốc tên Lâm kia có gửi cho con. Ở đâu? Con là con trai ta, không cần giao lưu với mấy tên không cùng tầng lớp đó. Bọn hạ sẽ không giúp ích được cho con cái gì, chỉ có được một vài thứ từ chỗ con thôi. Tôi nói rồi, đừng hòng chi phối lựa chọn của tôi. Sao lại không thể? Tôi có thể cho con tất cả chi tiêu ăn mặc, tìm cho con thầy kiếm đạo. Ta cũng có thể khiến con không có thứ gì hết. Trẻ con chính là không biết trời cao đất dày như thế. Ông là ngớ ngẩn sao? Con nói cái gì? Cho dù ông không cho tôi cái gì, tôi cũng có thể tự mình có như vậy. Đồ ông tôi cũng không cần. Thiếu gia, cậu đừng kích động mà. Con sẽ hối hận nếu rời đi. Đứa bé của ta.
Tiên sinh, có cần nói cho phu nhân không? Sao vậy? Phích hôm nay không ăn cơm ở nhà sao? Thằng bé mang theo đồ, lúc nó mới tới Washington, bỏ nhà ra đi rồi. Em không cần lo lắng, có người trông chừng nó. Em biết ngay thằng bé ở đây không vui vẻ. Thằng bé không phải không vui vẻ, chỉ là đang ghi hận anh và đánh mất tình mẫu tử của hai người. Còn có người bạn Lâm kia của thằng bé. Lâm làm sao? Anh làm gì rồi? Anh chỉ là ngăn chặn hai đứa liên lạc thôi. Tầng lớp thân phận không giống nhau, nó cuối cùng nhất định sẽ đòi hỏi mọi thứ từ trong tay viết. Anh không, anh thật sự không hiểu. Từ trước đến giờ, đến không phải Lâm muốn lấy được thứ gì từ trong tay Rít, mà luôn là Rít muốn có được từ trong tay Lâm. Thằng bé muốn có được sự khẳng định của Lâm, có được sự quan tâm của Lâm, còn có cái khác. Nếu như anh đi lấy hết những thứ này, Rít sẽ sụp đổ đó. Thiếu gia đâu? Mua vé tàu sáng mai về New York rồi. Theo sát thằng bé. Dân tiên sinh. Số điện thoại không tồn tại, xin nhập lần nữa. New York. Cậu cậu là thích. Cậu cao lên nhiều quá. Cậu biết Lâm chuyển đi đâu rồi không? Khoan đã, cậu với Lâm tốt như vậy, vậy mà lại không biết Lâm chuyển đi đâu à? Cậu ấy đi Washington rồi. Lúc đó cậu ấy còn rất vui vẻ, nó có thể gặp được cậu ở Washington nữa. Cậu ấy biết địa chỉ của cậu ấy ở Washington không? Tôi viết cho cậu. Thật không biết hai người các cậu làm cái gì. Cảm ơn cậu. Phố Hoa Kiều, Washington. Phố Hoa Kiều. Chào gì? Cho tôi tìm Nhật Huy. Viết. Tiểu Huy, con mau ra đây. Ít tới rồi. Nhật Huy, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Cậu là ai? Khách hàng không được vào sau bếp đâu. Nhật Huy, cậu đừng giận, tôi đã rất đáng thương rồi. Sau bếp Trần Lâm Ký. Tiểu tổ tông của mẹ, có phải con làm dở hết đĩa rồi không? Tiết. Mình đang nằm mơ sao? Mình đang nằm mơ sao? Hai đứa lên trên nói chuyện đi, đừng đứng ở đây ôm nhau đâu.
Tiểu Quy, con làm bẩn quần áo của thích rồi kìa. Cảm ơn mẹ, nấu hai món con ngon nhé. Không thiếu phần hai đứa đâu. Tôi nói cậu sao lâu như vậy mới tới tìm tôi. Tôi viết cho cậu nhiều thư như vậy, cậu cũng không trả lời. Tôi không biết nên nói thế nào. Đây là quần áo lúc trước. Cậu không phải là bỏ nhà ra đi đấy chứ? Không phải. Vậy còn tạm được. Nếu như cậu bỏ nhà ra đi, mẹ cậu sẽ lo lắng như thế nào? Để tôi xem nào. Lâu như vậy không gặp cậu rồi, có thay đổi gì không? Thật sự có thay đổi này. Thay đổi như thế nào? Thay đổi như thế nào? Điểm này cô rất rất đáng ghét nhất, cứ luôn cố chấp không có được đáp án. Không thôi, thành đẹp trai rồi được không? Mau tới ăn cơm, có đầu sư tử với gà hầm, lát nữa nấu thêm rau cho hai đứa. Biết rồi. Biết. Ăn cơm thôi. Lát nữa. Còn nhớ không? Trong hộp cơm lần đầu tiên tôi đem tới trường là đầu sư tử. Cậu không sợ cay chút nào. Cậu còn chưa quên làm sao cầm đũa này. Cậu dạy tôi đều không quên. Ăn no rồi. Tôi đưa cậu đi dạo phố Hoa Kiều nha. Nhiều người quá, cẩn thận đi lạc. Đồ ngốc. Tôi cũng không phải trẻ con. Đậu phụ thối này, mặc dù rất thối nhưng ngoài trái trong mềm, cậu thử đi. Không tồi. Lúc này cậu nói gì? Không, không có gì. Được rồi, chúng ta mau đi chỗ khác chơi thôi. Thưa ngài, xem ra thiếu gia rất vui vẻ. Cứ như thế được cả thế giới ấy. Buổi tối có cần đón thiếu gia về không ạ? Không cần đâu. Để thằng bé chơi thêm mấy ngày nữa đi. Tối nay cậu ở nhà mình nhé.
Vậy thì để mình bảo mẹ lấy cái gối sạch ra. Mau đi tắm rửa đi, ngày mai còn phải đi học đấy. Con biết rồi ạ. Cậu tắm mau lên chứ. Nhà chú Trần còn phải tắm nữa đấy. Sao thế? Hình như tay của Thích còn nóng hơn nước ở giò sen. Xích nữa thì lại lạc mất cậu. Chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu. Vì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nhau mà. Ngày mai cậu phải đi từ đây tới học viện tiếp nơi xa đấy, không sao hết. Trước đây mình còn chạy tới cổng trường cậu, nghĩ là không chừng có thể gặp được cậu đấy. Cậu đi tới ship ship sao vậy? Tại sao lại không vào đó? Có lẽ nếu mình vào trong trường thì đã bị bảo vệ của trường xách ra ngoài rồi nhỉ. Cho nên sau đó mình nghĩ chỉ cần cậu tham gia giải liên minh đấu kiếm thì sẽ có cơ hội được gặp lại nhau. Cậu có thể đừng chọc vào eo mình không? Ngứa quá, rất muốn cười. Đừng đùa nữa. Ngứa thật đấy. Đừng đùa nữa mà. Mình sắp cười đến mức đau hết bụng rồi. Cân nặng cậu thật đấy. Mau xuống khỏi người mình đi. Ngủ sớm chút đi. Mình bảo mẹ làm trứng cà rồi. Luộc một buổi tối là ngày mai có thể ăn rồi. Ngủ ngon. Mũi ở đâu thế? Ngứa quá. Trần Mạnh Mạng, con gái của chú Trần, em gái hàng xóm của Lâm Nhật Huy. Mạng mạng, em dậy sớm thế. Anh Nhật Huy, các anh sắp muốn rồi đấy. À, giới thiệu với cậu một lát, đây là Trần Mạng Mạng, con gái của chú Trần Cách Dách. Ít chúng ta không thuận đường. Cậu phải ngồi ở đây đợi xe buýt 23.
ngồi tới cuối trạm rồi đổ sang xe số 11, biết chưa? Rồi. Bốn giờ chiều trường trung học công lập của Lâm Nhật Huy. Ít sao cậu lại ở đây? Đợi cậu cùng về nhà. Mạng mạng hôm nay em về nhà trước được không? Em biết tình cảm giữa hai người rất tốt, nhưng mà anh muốn bỏ lại em sao? Bọn anh không đi chơi, anh sẽ về nhà ăn cơm tối. Dạ được. Cậu đi theo mình. Hôm nay cậu không đến trường đúng không? Rốt cuộc là sao? Cậu đeo cái túi cũ mới tìm mình là mình đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi. Mình đã rời khỏi nhà Oppo rồi. Mình cũng không qua định quay lại. Cậu nói cái gì? Vậy mình hỏi cậu rằng có phải cậu bỏ nhà ra đi không thì sao cậu lại không thừa nhận? Dù gì, mình không thuộc về nhà Upun. Nếu cậu và bố cậu xảy ra vấn đề gì sao? Ông ấy đã giấu hết tất cả thư mà cậu gửi cho mình. Ông ấy cũng không cho reo rơi, nói với mình là cậu đã chuyển nhà. Ông ấy đã đồng ý sẽ giúp mình tìm cậu, nhưng thật ra ông ấy chỉ đang lừa mình mà thôi. Cái gì ngài Obus sao? Đối với sự hiểu biết của mình với ngài Obus trước khi trùng sinh thì chắc chắn ngài ấy sẽ không làm ra mấy chuyện thế này. Ông cảm thấy mình và cậu không phải là người cùng một giai cấp, cậu sẽ làm hại tới mình. Mặc kệ giữa hai người và có vấn đề gì, ngày mai cũng phải quay về để đi học. Tại sao cậu còn chưa có lông có cánh thì sẽ dập đầu chảy máu, chẳng bằng cứ thuận theo xu hướng. Đợi tới khi đủ lông đủ cánh rồi thì cậu có thể vỗ cánh bay đi. Đi thôi, về nhà mình ăn cơm tối. Mạng mạng, nếu em còn tiếp tục nhìn chằm chằm rít thì mặt của cậu ấy sẽ bị em nhìn tới hỏng mất. Anh Nhật Phi đúng là xấu mà. Hay, cậu có tham gia cuộc thi liên minh đấu kiếm dành cho học sinh trung học không? Mình ở nhóm C, mình ở nhóm A. Vậy thì các cậu đều thi đấu vào buổi sáng rồi. Không phải xem được màn thi đấu của nhau rồi, tiếc ghê ha. Không sao, chúng ta sẽ thắng. Được thôi, điều quan trọng nhất là chúng ta cùng vào chung kết. Tiểu Phi à, bố của Rick gọi tới. Chắc là tới đón thằng bé về nhà nghỉ. Hả? Ngoài ô biết tới sao? Có thể con nói chuyện với ngài ấy. Rick, bố cậu tới đón. Đang ở dưới lầu.
Có phải cậu theo bố về nhà rồi? Giật Phi, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu. Tại sao mỗi lần phải tiễn mình đi cậu luôn bình tĩnh như thế? Sự tồn tại của tôi đã tạo thành rắc rối cho cậu sao? Sự tồn tại của cậu là độc nhất trong cuộc sống của tôi. Ở trong lòng tôi, những cái này đều không tính so với thực tiễn cậu đi. Mỗi lần chia xa với cậu, tôi đều biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ luôn dõi theo bước của cậu đi. Thực sự tiễn cậu đi là cho dù tôi từ bỏ tất cả đều không được gặp cậu. Biết là chúng ta không có khả năng gặp lại nhau nữa. So với như vậy, tôi cái gì cũng có thể chấp nhận được. Cậu đây là biểu cảm gì vậy? Cô từng gặp ở trận đấu thắng bại. Được, cô từng gặp ở trận đấu. Về nhà đi, mẹ con rất nhớ con. Chính là đứa trẻ ngốc này có thể khiến Rick cười vui vẻ như vậy. Cô từng gặp nha, không tới trận chung kết không được thua. Không ngờ rằng con sẽ cùng ta về nhà. Lần sau con có thể hẹn Lâm tới nhà chơi. Không phải con có phòng kiếm đạo riêng sao? Hai đứa có thể luyện tập cùng nhau. Mẹ con cũng nói lâu lắm rồi không gặp Lâm, rất muốn gặp cậu ấy. Đây không phải là lần đầu tiên Rick trả lời mình như vậy. Thiếu gia, đây là đều là thư mà bạn của cậu gửi cho cậu. Phòng kiếm đạo. Lâm, cậu có chỗ nào đó thay đổi khác rồi? Ồ, khác chỗ nào vậy? Trước đây, lúc cậu luyện tập với tôi luôn có cảm giác thong dong tự đắc đó. Mấy ngày nay lúc cậu cùng tập với Mark, trình độ tệ hại còn có Finley luyện tập chung đều vô cùng nghiêm túc. Tôi nói này, Catherine, trình độ của hai bọn tôi chẳng ra sao, nhưng mà cậu cũng chưa tới cả bước tệ hại cơ chứ.
Có lẽ là tôi có cảm giác nguy cơ rồi. Rít đã trưởng thành với tốc độ không thể tưởng tượng được rồi. Mình đâu thể nào dậm chân tại chỗ mãi được chứ. Cuộc thi đấu kiếm liên minh các trường trung học. Mình phải thắng được hai đối thủ mới có thể giành được tấm vé vào 16 tới khu vực Washington. Xin lỗi. Hôm nay có lẽ phải khiến lòng tự tôn của cậu tổn hại một chút rồi. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Tôi rất nhớ cậu. Trận đấu đầu tiên. Trận đấu bắt đầu. Đối thủ khá vừa tầm, đối phó với cậu ta. Chỉ cần kiếm đủ nhanh là được. Trận đấu kết thúc 5 tháng. Hay, tôi biết là không làm khó được cậu mà. Đối thủ trận sau là một người có vóc dáng to con, sở trường là động tác chặt. Cậu có nắm chắc không? Đương nhiên tôi sẽ thắng. Trận thứ hai. Lâm thắng. Hồng thay đồ. Ít sao cậu biết Hồng thay đồ của tớ ở đây? Cậu lề mề thật đấy. Coi cái dáng vẻ của cái này của cậu thì sáng nay toàn thắng phải không? Ừ, cậu cũng toàn thắng. Ha, mong là tớ sẽ không gặp cậu quá sớm ở vòng 16 người mạnh nhất. Giới thiệu chút đi. Bạn của tôi, Rick. Ôi hôm nay vui thật đấy. Không chỉ thắng mà còn quen được bạn mới. Cậu là Rick đúng không? Cậu khá nổi tiếng đấy. Xếp thứ ba trong cuộc thi đấu kiếm toàn quốc lần trước. Thì ra cậu nổi tiếng thế cơ à. Tin đồn nói rằng cậu đi đâu làm gì cũng một mình, không dễ tiếp xúc, nhưng tôi thấy đâu phải đâu, tình cảm của cậu và Lâm rất tốt đây. Bình thường cảm ơn sự chăm sóc của cậu nha, Giật Huy. Sao mình thấy cậu câu này rất cứ là lạ. À, có ai mang máy ảnh không? Chúng ta chụp ảnh lưu niệm đi. Tôi mang nè. Giống vậy muốn giúp anh Nhật Phi chụp ảnh, nhưng mà theo dõi trận đấu nhập tâm quá nên quên mất luôn. Bây giờ chụp cũng không muộn mà. Một bức ảnh chung trước, phục vụ có thể làm phiền giúp chúng tôi một lát không?
chụp nhóm xong rồi, tôi chụp ảnh cho người chiến thắng hôm nay. Ưu tiên con gái trước, Catherine. Được rồi, mời bông rê tránh sang một bên. Lâm, tới lượt cậu. Tôi không tạo được dáng Marilyn Monroe. Vậy cậu chụp chung với Rick đi. Hai anh chàng đẹp trai các cậu chụp chung thì trông thích mắt lắm đấy. Được thôi, tôi còn chưa có ảnh chụp chung với Rick. Mẫu chuyện nhỏ, ít mọi người đang nhìn, mặc kệ bọn họ, nhìn tới là được rồi. Cái tên nhóc này từ nhỏ đã thế rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.